hôm làm quen, em mới cho mình biết tình. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bấn biển, thì gót liễu mong manh. Xin chào các bác ha, thì hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly stereo hai kênh của Yamaha. Thì nó có model là AX590. Thì đây là một trong những cái dòng Nature Sound, thì nó sẽ cho âm thanh tự nhiên rất là trung thực. Và cái dòng này thì nó cũng khá là lớn, nó sử dụng đến 8 sò thang và hai cái tụ lọc nguồn lớn luôn ha. Thì và đối với cái dòng Yamaha thì nó vẫn sẽ cho chúng ta cái loudness ha, bằng cách điều chỉnh cái volume. Và cái công suất tiêu thụ điện của cái con này thì cũng rất là khá ha, thì nó lên đến là 180W. Và cái công suất âm thanh ra loa ở loa 8 ohm thì nó lên đến là 100W, và maximum ở loa 6 ohm là lên đến là 170W. Chất âm của những cái dòng Yamaha Nature Sound thì nó rất là chi tiết ha, cũng khá là khỏe. Thì ngoài ra nó cũng được thiết kế rất là hiệu quả và kiểm soát độ ồn rất là tốt ha, thông qua cái bộ lọc là subsonic filter này ha. Thì Yamaha cũng thường hay làm những cái chức năng này trong những cái dòng âm đi Nature Sound hay kênh của họ ha. Rồi thì máy về ha, thì hàng nội địa về nó sẽ không có cái khiển ha, và cái dòng này em đã làm được một cái khiển thì có thể điều chỉnh cái volume ngõ vào ha. Thì cái volume của nó ha được điều khiển bởi một cái motor động cơ bên trong ha. Khi mà ta nhấn cái volume ha thì nó nấm volume nó sẽ xoay ha. Và đối với cái những cái ngõ vào ha thì nó cũng được điều khiển bởi một cái motor điều khiển bên trong ha. Thì cái khiển này ha có thể khiển được cái volume và ngõ vào luôn ha. Rồi khi ta nhấn ha bằng nút những cái phím số ha thì nó sẽ chọn ha. Cái công suất của cái con này thì rất là khỏe ha. Và cái nội thất ha em đã mở sẵn ra bên trong ha. Nội thất của nó thì cũng con này thì khá là lớn nha các bác, một cái các bác sẽ thấy là cái biến thế nguồn của nó khá to ha. Và đặc biệt là dòng này nó sẽ chơi luôn là 8 sò thang ha, 8 sò ha. Âm ly stereo sử dụng 8 sò ha, cấu hình nó cũng khá là lớn ha, hai cái tụ lọc nguồn, loại tụ là Elena. Rồi, em sẽ xem cái dung lượng của nó, Elena 12.000 microfarad luôn, rất là to. Con này đánh khá là khỏe ha, tụ cũng rất là xịn ha. Rồi thì ruột gan con này rất là sạch sẽ nha các bác. Và cái kết nối phía sau ha thì cũng khá là hay ha. Thì với cái dòng này ha thì nó có thể làm rề ha và men với cái cầu nối ha. Thì với cái cầu này các bác có thể lắp văn số ha, rút ra để lắp vào văn số, hoặc là kết nối trung gian vào một cái lọc equalizer, khá là hay ha, rất là tiện. Ta chỉ việc rút cầu ra và nối với một cái thiết bị trung gian. Rồi hiện tại em đang kết nối vào ngõ CD, ngõ là phong A, Made in Malaysia, Yamaha AX570, điện áp là 100V và cái công suất tiêu thụ điện của nó là 180W. Thì với cái cấu hình của nó khá là tốt, cái 8 sò thang, hai cái tụ lọc nguồn lớn và cái biến thế rất là khỏe. Và cộng thêm cái cọc loa là chơi dắt bắp chuối luôn ha, dễ, rất là dễ kết nối ha. Rề A và main in ha, dễ dàng kết nối với cái thiết bị bên ngoài ha, đánh cực kỳ khỏe ha. Thì em đang đánh test bằng cái đôi loa bass 30 ha, đánh rất là khỏe ha. Và cái kích thước của nó là chiều ngang 435mm ha, chiều cao là 150mm và chiều sâu là 388mm ha, cân nặng là 11kg ha. Thì máy về nó kèm khiển học luôn nha các bác.
xuống riêng ngầm ngùi, hạt rơi luống hoa cười. Ai chẳng mong gặp bên trong khỏi ơn duyên má. Thì cái mức volume của nó ha, chỉ tầm một phần tư ha, đánh tiếng khá là ổn ha. Thì với cái dòng này ha, thì nó sẽ có cái giá rất là tốt ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.